Canh này là bổ về cái gì chị Lệ ha? Bổ phổi. Bổ phổi hả? À? Ăn phổi bổ phổi. Đây là thuốc bắc với hầm với đuôi heo với chân gà đó. Thuốc bắc đuôi heo. Chân đuôi gà. Heo đó. À, em thấy như có sâm rồi phải không ta? Dạ dạ đúng rồi. À. Có cọng sâm kìa. Đó cọng sâm nè đó. Dạ. Đúng luôn á. Đó cái đuôi kìa. Khoan đuôi lắm. Wow. Quý cô chú bác anh chị em đã đến với kênh Beer Food Travel và mình là Mèo nha. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Ngày hôm nay thì mình với lại Phú có công việc nên hẹn nhau đến quán luôn chứ Phú không chở mình đi nữa. Thì bây giờ mình đang trên đường Lý Thường Kiệt nha. Ngày hôm nay là ngày mùng 10 Tết, là ngày vía thần tài. Thì không biết là mọi người có đi mua vàng chưa? Chứ mình với Phú thì không có tiền mua. Ok, bây giờ thì Mèo sẽ dẫn đường mọi người đến quán nha. Đi Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 thì mọi người quẹo phải. Đường 3 tháng 2 nha. Rồi đi 3 tháng 2 xong mọi người sẽ quẹo trái đường Tạ Uyên nha. Địa điểm đến là 259 Tạ Uyên. Ở đâu nhỉ? 259 Tạ Uyên. Ờ à, đây. Tiệm cơm Thảo Thủ. Ui, đúng rồi. Buồn quá. Ngày hôm nay là ngày mùng 10. Ai cũng mua vàng, mình không có tiền mua vàng. Mới đi mua 10 cây vàng xong mà thấy. Nào. Ai tung tin vậy? Mày hả? Tiền đâu ra mà mua, đang rất là buồn luôn. Buồn là buồn vậy đó, nhưng mà hay cứ vui lên bà lạc quan lên em ơi, kỷ niệm với nó khi nước mắt thì nếu mà những ai đã lướt TikTok hay là lướt trên mạng xã hội thì sẽ biết cái trend áo xanh áo đỏ đen này. Thôi bây giờ chúng ta trở lại vấn đề chính đi ha. Kim Phú Travel xin chào quý vị khán giả, Gia Phú và Mèo rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay Phú sẽ đến địa chỉ là 259 Tạ Uyên, phường 6, quận 11 để trải nghiệm tiệm cơm Hảo Thuận. Đã, bình thường thì mình có quay ăn cơm trưa văn phòng rồi, nhưng mà chưa có cái clip nào mà đi buổi trưa mà ăn cơm trưa hay kiểu người Hoa như vậy. Ngày hôm nay chúng ta cùng trải nghiệm nha. Mời quý vị khán giả của chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng tìm hiểu quán cơm Hảo Thuận. Hay cười vui lên và lắc con lên em ơi. Giới thiệu với quý vị khán giả, đây là anh Thứ. Anh sẽ phụ trách đứng bán ở xe này, ở quán cơm Hảo Thuận. Tự nhiên khang tiếng. Nay đi ăn đồ hoa bò bổ luôn. Anh ơi, tiệm cơm mình là bán từ mấy giờ vậy anh? Cũng bên của mình là bắt đầu mở cửa từ 9 giờ vậy. 9 giờ sáng. Bán tới tối tầm 8 giờ 45. Dạ. Là bên em bắt đầu nghỉ dọn dẹp. Mấy cái ngày chay hay ngày cúng gì thì mình có bán không anh? Tụi em bán suốt luôn anh. Khi nào có dịp gì đặc biệt thì tụi em sẽ thông báo là nghỉ thôi. Dạ. Dạ. Thì ở đây em thấy có nhiều giá, mức giá món ăn. Cũng có nhiều cái món đặc biệt lắm mọi người. Thì hồi nãy em có hỏi anh Thứ á, thì anh Thứ nói là sẽ có những cái phần nó sẽ giá là tầm 100 mấy, nhưng mà đó là tầm là 3-4 người ăn. Là vẫn sẽ có những cái phần là hai người ăn là phần nhỏ, giống như cái sườn xào chua ngọt đúng không anh? Dạ. Nhưng mà ở trên menu thì không có ghi, cho nên là nếu mà quý vị khán giả có tới đây có gọi món á thì có thể hỏi cái món đó làm phần nhỏ được hay không. Nếu mà cái phần nó làm nhỏ được thì bên quán bên quán này sẽ sẵn sàng làm phần nhỏ hơn được. Dạ. Ví dụ cái phần sườn chua ngọt á, tại thì đa phần á người ta hai người vô người ta kêu nhiều món. Dạ. Thì mình có thể yêu cầu quán là mình làm phần nhỏ hơn. Dạ. Mình vẫn sẵn sàng làm mà. Dạ. Dạ rồi thôi mình coi. Dạ. Sơ xe. Dạ. Món ăn là ở bên trong.
Em thấy trong menu là có quá nhiều món ăn, mà trên ở đây là có lại treo gà, bịch heo, rồi có lấu, là ở ngoài đây bán sao gì anh? Dạ cái này là gà luộc á anh. Gà luộc thì có thể là chừng chặt nửa con, chặt góc tư, hay là mình làm cơm dĩa, vừa có cơm vừa có gà luôn. Dịch quay cũng vậy. Cũng vậy luôn. Dịch quay, heo quay, xá xíu. Phá lấu thì có bao tử, thu linh, lẩu tai với lưỡi anh. Dạ. Mấy món này thì khách kêu thì tụi em có liền luôn. Dạ. Ủa cái miếng ở trong là lưỡi không? Dạ, miếng lạp vịt đó dạ. À lạp vịt dạ. Dạ, lạp vịt đốt xương đó dạ. Dạ, mấy món này thì khách kêu thì tụi em chắc liền. Có liền. Này là món ăn lẻ dĩa cơm. Dạ, xong. Dạ dạ. Còn khách ăn đầu xào thì phải chờ tụi em xíu. Dạ, cái nồi hôm nay là nồi gì vậy anh? Dạ. Nồi canh anh. Canh củ sen. Dạ. Canh củ sen. Dạ. Còn bên kia là cơm thôi dạ. Dạ, bên kia là cơm. Rồi. Rồi, chị Lệ dở lên mình coi mấy nồi canh nè. Đây là gà son nha. Canh xà lách son đúng không? Với lại canh cải chua. Cải trắng với sỏi heo á. Lá mía rồi đúng không? Và chị Lệ có cái giá không? Chị Lệ múc. Nè, cái giá. Cô có cà rốt. Canh này là bổ về cái gì chị Lệ ha? Bổ phổi hả? Ăn phổi bổ phổi. Còn bên đây xà lách son mình có mình xài sườn á hay là mình xài mấy xương á, xương heo á. Dạ. Rau xanh nè. Rồi. Rồi qua bên đây ha. Rồi, đây là canh gì đây? Sắn dây. Sắn dây hả? Sắn dây. Ăn cho nó mát á. Sắn dây đó, hầm dĩa xương á. Cái đen đen là xương phải không ạ? Đúng rồi, đen đen là xương, cái này là sắn dây. Cái này là của cải năng nữa. Dạ, củ năng nữa nè. Ăn cho nó mát mà. Mát, này là mát người đúng không? Bạn canh bổ dưỡng không à? Cái này là thuốc bắc với hầm với đuôi heo với chân gà đó. Thuốc bắc, đuôi heo, chân gà heo đó. Này có đậu phộng không? Mỗi ngày là... mỗi món khác. Dạ, hôm nay có... anh nấu thuốc bắc rồi, chắc mai anh nấu đậu phộng á. Em thấy như có sâm rồi phải không ta? Dạ dạ đúng rồi. Có cộng sâm kìa. Có cộng sâm nè đó. Dạ. Đúng luôn á. Vừa nãy chị nói là chị gấp mấy cái này ra luôn là nó được rồi đúng không nè? Rồi. Đủ thứ hết trơn á. Dạ. Đó, chị có gấp thì gấp ra đi ha. Dạ. Rồi. Là cái này coi như là nấu đúng là mình tới giờ là mình gấp ra thôi, mình đúng để nước rồi thôi ha. Nó mềm rồi gấp ra. Gấp ra chừng nào ăn thì múc vô. Dạ. Không nóng lại cho nó ngon. Canh này mềm quá là hơi nóng ngon vậy mấy. Canh này bổ gì ta? Chắc là bổ sức, bổ khí huyết nè, có sâm nè. Mấy người mấy bà đẻ là nấu này ăn nó bổ dạ. Máu á. Nhìn được canh ngon quá không? Ngày nào là mình cũng mỗi ngày mỗi món khác. Mỗi ngày là một món canh khác nhau. Dạ. Yeah. Cái đuôi kìa. Khoái ăn đuôi lắm. Wow. Bạn có muốn ăn bổ đuôi không? Có một cái món mà với đuôi nè là cũng ngon, là nấu với củ sen với lại đậu phộng á. Vừa đó của chị cũng có món đó ở đây nữa nè. Có món đó nữa mà bữa nay một món khác. Món đó nhà Phú khoái ăn lắm. Mẹ Phú nói ở đây cũng có nấu đó. Mấy cái này luôn. Mấy cái đó trong để trong chổng hả? Nó ăn được mà cái này. Dạ. Ăn nó bổ lắm. Lấy ra thế là dưới thấy quá trời nhiều cay lắm luôn á. Đó có củ sen nữa kìa, củ sen, táo. Đầy đủ nhiều món luôn. Nói chung là nhìn gia vị là mọi người thấy mát rồi đó. Bổ đó nha. Bổ đó. Rồi thì trên menu này có rất là nhiều món, có gà, có cá, có tôm, có heo. Thì giá tôi lấy giá từ một cái dĩa cơm phần nhỏ đi nha, là từ 40.000 cho đến món ăn là khoảng 150. Đó là những cái món đó. Thậm chí là sẽ có những cái món như cá bóng bún hấp thì cái đó theo thời giá rồi. Thì bây giờ Phú sẽ gọi món, nhờ chị lấy cho em món gà hấp muối đi. Dạ, gà hấp muối là nãy là chị có nói là gốc tư được mà nửa con cũng được đúng không? Mà em đi hai người thôi chắc lấy gốc tư. Dạ. Rồi. Món xương xào chua ngọt. Đúng rồi. Xương xào chua ngọt mà lấy phần nhỏ luôn. Hai người. Dạ. Mình cứ gọi đi, lát hồi cuối cùng mình sẽ coi cái bill cho mọi người ha. Với gì nữa ta quên rồi. Rau xào. Ném một dĩa rau xào. Rau xào. Dạ.
À, mình có rau gì? Rau sành, có cải gỗ, rau muống, có xôi, bông cải, bông hẹ. Dạ, lấy bó xôi đi. Bó xôi là tỏi luôn hả? Dạ. Hồi nãy Phú vừa định ăn món gì nữa? Trứng. Ừ, trứng, đúng rồi. Trứng hấp tam hoàng. Tam hoàng. Trứng ba màu, mở ngoặc ghi trứng ba màu. 60 ngàn một phần. Cơm là lấy em cơm thố, canh thì em cũng ra canh thố, có bán canh thố đúng không chị? Đó. Canh mình lấy cái canh chân gà hồi nãy. Ok. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Với lại ly trà đá. Rồi. Bây giờ thì bắt đầu giờ ăn rồi. Phải tranh thủ mấy chờ mấy cô mấy chị cũng làm lẹ tay. Hay là gà, cái phần gà muối của Phú gọi nè. Cốc tư ăn hai người. Rồi, vì nhà bếp là nơi cấm địa cho nên Phú chỉ có thể xin phép được như đây thôi. Thì đây là cái món trứng ba màu mà chuẩn bị làm nè quý vị khán giả. Đó, có nhiều người chưa biết trứng ba màu thì hồi kỳ Phú cũng có thấy rồi, sẽ có trứng bách thảo nè, trứng muối nè, như là trứng gà tươi đúng không anh? Dạ, rồi bây giờ là mình rưới lên cái này để mình hấp đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Đó, mình coi thử thôi. Thì mọi người ai có muốn làm thì làm. Ồ, vậy là cứ đem vô hấp thôi đúng không anh? Dạ đúng rồi. Mà chắc cũng phải đúng cái thời gian dạ, thì nó mới ngon ha. Đúng thời gian thì đồ nó mới ngon anh. Dạ. Ồ. Ok. Dạ. Dạ. Đây là chân gà. Một cặp. Dạ. Một thố vậy là sẽ có một cặp ha chị. Dạ. Đó rồi, thuốc bắp thôi chị. Đó, xôi một kìa. Xôi ngon lắm á. Ở bên cái sầm này kìa. Ôi, bổ khí huyết là. Nữa phần canh là 50 ngàn. Dạ. Ủa? Nó nóng lắm à. Dạ. Đuôi là riêng nữa hả chị? Dạ, đuôi nó mắc hơn. À, ai ăn đuôi thì mới nói lấy đuôi, còn dạ, gà là lấy gà. Đúng rồi. Dạ. Cho Gia Phú xin một phút quảng cáo một tí xíu về cái sản phẩm mà Phú vừa sáng lập. Thì sắp tới Phú sẽ triển khai bán những cái mẫu áo thun giống như vậy. Nó sẽ là mẫu áo thun oversize dành cho nam, cho nữ. Thì đây là dạng vải cotton. Thứ nhất là mình chia sẻ đại khái trước thôi, mình sắp triển khai để cho kịp cái ngày 14 tháng 2 này nè. Áo này thứ nhất là giặt nó sẽ không bị nhăn, và những cái in decal về này nó cũng không có bị bong tróc. Và đặc biệt sẽ có nhiều mẫu mã, nhiều cái mẫu để cho quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn có thể lựa chọn theo đúng sở thích của mình luôn. Đây là hình sơ thôi, sẽ có những cái hình mà thiên về ăn uống nữa. Mặc dù là biết mọi người là xem kênh là thích ăn uống đúng không, nhưng mà ăn thì sẽ đi đôi với mặt. Thì hy vọng là sản phẩm này sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Ngoài ra thì với cái việc mà bán như vậy nè, Phú cũng mong muốn là mỗi một sản phẩm này bán ra nè, Phú sẽ trích 15 ngàn để làm từ thiện mỗi một tháng một lần. Thì trước mắt đó là những cái dự định như vậy. Sắp tới nữa Phú sẽ chia sẻ kỹ hơn đến cho quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Rồi, trước khi ăn thì Phú xin phép giới thiệu nha. Nói chung thì không gian của đa phần các quán cơm người Hoa sẽ có những cái chiếc bàn tròn ngồi theo kiểu hồi xưa đến giờ thì vẫn có. Những cái bàn vuông chữ nhật cũng có. Thì thường là người Hoa ngồi là xung quanh một cái đại gia đình ăn gì đó khoảng 8-10 người. Và đa phần các món ăn trong buổi ăn của một người Hoa thường là rất là nhiều món, 6-7-8 món là có cơm, có canh, đồ ăn rất là nhiều. Rồi thì nói chung ngày hôm nay Phú ăn đạm bạc chắc cũng 5 món thôi. Đạm bạc ghê vậy đó. Nói đạm bạc chứ không đạm bạc lắm đâu. Xin chia sẻ với mọi người nha. Đây giới thiệu quý vị khán giả, đầu tiên là món cơm đi. 20 ngàn. Sẽ được 2 chén cơm như vậy và một cái thố cơm như vậy. Còn nếu mà mọi người không lấy thố á, 1 chén là 5 ngàn. Đó. Rau xào là 50 ngàn. Có xôi. Trứng 3 màu 60 ngàn.
Rồi cái này hồi nãy Phú có nói lộn, tức là cái này sẽ chân gà là 40 ngàn thôi, đuôi heo mới là 50 ngàn. Đó. Gà hấp muối sẽ có hai giá, để mọi người ăn hai người một gốc tư á, thì gốc tư nhỏ và gốc tư lớn, thì cái này Phú lấy là gốc tư lớn là 150, gốc tư nhỏ là 120. Đó. Đây là sườn xào chua ngọt, phần lớn là 150 luôn, cái này phần nhỏ hai người là 80 ngàn. Ok, giờ Phú sẽ mời quý vị khán giả, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng ăn trưa ngày hôm nay. Đây, có thể thấy cơm này thì sẽ hạt nhỏ nha mọi người. Dẻo, có gia vị. Làm miếng rau. Tại bó xôi. Ngon ngon quá. Tươi. Tươi xanh mà gia vị xào á. Nó không có quá mặn. Nó một chút xíu mặn mặn ở cái hậu à. Rồi, ăn miếng trứng nè. Đây, sáng sao để được ba màu ta. Đây. Đó, mọi người thấy cái trứng không? Nó sẽ núng nín một tí. Đây là trứng ba màu. Cảm giác như bánh lăng mọi người. Thì hấp vừa chín tới luôn. Hay quá. Nhìn vô đây thấy được ba màu rồi nè. Đó, giữa đó. Trứng muối, trứng bánh thảo. Đó, cái phần lớp bánh trứng như bánh lăng, trứng gà tươi. Đó là ba loại trứng. Và cái vị nó như thế nào? Thì cái vị nó sẽ... Nói chung là trứng mà. Cái bách thảo này thì cái vị, cái mùi của nó sẽ không có quá nồng hăng. Để nó quyện, tôi thấy là nó quyện vừa phải với cái trứng kia. Trứng muối thì mặn mặn một tí. Đó. Cái trứng kia thì nó bé béo. Nó thiên về một chút độ mặn nha, tại có rướng tương trên nữa. Ăn với cơm rất là bắt. Đó, bỏ vô. Làm cục sườn. Phú khoái ăn ớt xanh, ớt chuồng xanh. Phú thấy cái này dễ ăn mà tại sao coi này nhớ đến vụ cậu bé bút chì không ăn cái này. Bạn có biết là ăn ớt chuồng xanh nhiều là bị gì không? Bị gì? Mình chưa tìm hiểu nè. Hạ đường. Vậy hả? Chưa biết cái vụ này, không có tìm hiểu. Hạ đường mà là như là gì? Hạ huyết áp hả? Mà ăn thấy ngon. Ăn nhiều không tốt. Ngon. Cục sườn này bên ngoài phải được chiên giòn. Đó, mình nhúng một cái lớp bò bị chiên. Ăn rất là nhai, rất là giòn. Lớp thịt bên trong nó săn. Nhưng nó không có bị khô nha. Nó vẫn có cái độ mềm, mướt. Sốt chua ngọt cũng vừa. Sốt thì ít thôi. Đó. Nói chung là hương vị ở đây á, nó sẽ không có quá dầu mỡ, không có gọi là quá đậm. Cái nào ở mức là hương vị nó rất là vừa phải tới một bữa ăn buổi trưa vậy đó. Và nó tạo cảm giác là những giống như ăn cơm ở nhà vậy. Ở nhà Phú, mình là người Phú là người Hoa, thì đó khi mẹ nấu những cái món ăn nó không thấy hướng về người Hoa. Phú thấy ăn nó thấy món ở đây nó gần gũi, nó giống với nhà mình làm. Rồi, đây là dĩa gà hấp muối 150. Gà hấp muối hot trend đó. Đúng rồi, hot trend một khoảng thời gian. Đùi gốc tư á. Và thì cái loại ở đây á sẽ ăn với một cái chén nước chấm riêng. Đây. Mọi người nhìn giống chén dầu tỏi ha. Ra thì đúng, hình như là nó cũng là dầu tỏi đó. Nhưng mà nó có gia vị nha mọi người. Nó có gia vị nha. Nó thơm.
nó có một chút mặn mặn, không biết là sử dụng cái dầu gì hả. À, cũng dính dính nha, lạ lạ. Đây, con gà này hồi nãy là sau khi xé xong là mới được đem vô hấp. À, béo à, nó có vị mặn mặn ít, nó có sốt nước nữa nè. Giờ mình sẽ chấm vô. Rồi, chấm vô cái nước này, quệt miếng tỏi vô. À, miếng này ngon. Ăn nó thơm không? Đúng rồi. Thật ra khi mà nãy mọi người ăn á, phải quết trúng cái nước á thì nó mới có thêm cái độ mặn. Thì nếu mà không có nước thì mình chấm vô thì cái nước trong đây nè nó mặn, nó thơm thơm hơn. Đúng với gà hấp muối này không? Không quá mặn, vừa phải. Rồi, là hết 4 món rồi. Ăn miếng cơm này, làm chén canh. Rồi. Bồi bổ này. Thật sự là bữa giờ thì cơ thể nó cũng tự nhiên muốn nghĩ là do đổi không khí lạnh á. Hồi kỳ Phú đi Đà Lạt về xong Phú cũng bệnh, nó đổi đột ngột không khí là cái điện cơ thể mình nó bị trúng liền. Hồi đây xài trái táo bự. Táo bạo quá. Củ sen thì sắc hơi mỏng thôi. À, có sâm nè. Cho luôn cái giò vô luôn đi bạn. Ok bà. Thôi mà nhìn chất lượng ha. Nhìn chất lượng mà, cái này cái nếp 40.000 mình ăn nhân canh. Canh này nó sẽ nhạt nhạt, nó sẽ có một chút vị đắng đắng từ những cái gia vị thuốc. Mình có thể thêm nước tương nếu mà mọi người thấy lạc. Nghiên cứu thì cũng thấy nó canh nó sẽ vị nó hơi nhạt. Thêm nước tương vô là cái món canh này sẽ ok lại ngay. Ăn để bồi bổ, để có sức đi cày. Chẳng tuyệt, chia sẻ luôn cho quý vị khán giả thì sắp tới là phải thay máu. Thay máu của về cái máy nha, không phải thay máu trong người. Cái máy nó sắp banh rồi quý vị khán giả ơi. Quay đến nay là 3 năm rồi. Nó cũng cày bời với tụi mình là cũng khá sương gió. Bây giờ là canh nét đã bị lệch. Với lại bị gì nữa? Xuống màu. Xuống màu nữa. Rồi sắp tới là phải chiên hầu bao. Nên là hy vọng là nhận được nhiều sự ủng hộ từ quý vị khán giả xem kênh, cũng như là ủng hộ cho những cái món đồ mà tôi bán. Thôi chân gì quay xa hay quay gần? Đang quay gần đó bạn. Tôi đang quay cận cái mặt của bạn á. Mình đã thấy bạn sợ cái này à, thì mình không phải sợ, mình không ăn thôi. Ổn không? Ổn mặn, được hầm mềm, nhưng mà chỉ việc cắn thôi. Nhưng mà cái món này à, nấu thì là nấu mà nếu mà được mọi người nấu với củ sen, đậu phộng ăn là tốt rồi, tuyệt quá. Thì cái nước của nó sẽ ngọt thanh hơn. Nó không có phải ở đây là có bỏ thuốc táo rồi cái vị, nó thiên về thuốc. Nhưng mà cho mình thắc mắc cái là cái vị của nó sẽ giống như vị tiềm không bạn? Giống giống vậy á. Đúng không? Đúng rồi. Với những cái nguyên liệu như thế này thì nó sẽ tương đương giống vị tiềm đúng không? Giống vị tiềm. Ở đây là tiềm sâm với tiềm táo. Như cái thuốc bắc thì chắc là không có nhiều. Tuy là có vị đắng đắng. Okay. Mình không biết được. Ok, xong rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian xem clip. Thì mọi người thấy những món ăn ngày hôm nay như thế nào, hãy bình luận phía dưới. Và như có những ai đã từng là thực khách ở quán cơm Hảo Thuận cũng chia sẻ cảm nhận của mình để cho mọi người cùng nắm và tham khảo nha. Với cá nhân Phú thì giá tiền thì Phú thấy là với những món ăn người Hoa thì thường là tầm giá như vậy. Mà những cái món nãy mà Phú chia sẻ mọi người cũng thấy giá nó cũng tầm bước vừa phải, không quá đắt. Rồi hương vị ở đây thì sẽ như ở gia đình ăn ở nhà vậy đó. Sẽ có không có quá đậm đà theo kiểu người Hoa, cũng không có quá dầu mỡ theo như kiểu mà người Hoa thường biết.
Đó, mà người Hoa thì sẽ có nhiều dạng, họ sẽ nấu theo kiểu vậy, thì cái hương vị này rất là vừa phải. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video hấp dẫn kế tiếp nha.